Kính thưa tất cả quý bà con, thì trong cái video này tôi giải đáp một cái thắc mắc của quý vị, của một số quý khán giả là cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng bị giam ở đâu. Thì vì sao mà có câu hỏi này? Thì tôi nghĩ rằng là bởi vì lý do là hầu như những cái nhân vật mà nhạy cảm gần đây đó, khi mà cơ quan công an họ công bố cái việc khởi tố thì họ đều công bố cái nơi tạm giam cả. Đấy, thí dụ như là bà Hằng cũng công bố, không có công bố ngay ban đầu nhưng mà về sau đó thì họ sẽ công bố. Còn trường hợp của Hàn Ni thì lại công bố luôn, trường hợp của ông Sĩ cũng công bố luôn. Đấy, trường hợp ông Đặng Anh Quân thì không công bố, nhưng mà tôi tìm hiểu thì là biết, thì nói chung ra có những trường hợp thì cũng tùy theo cơ quan điều tra thôi, có lúc tiện tay thì họ công bố mà có lúc không, họ vô tình họ không công bố, cái đó thì mình cũng chịu không biết được. Do đó ở đây nó cũng không có một cái nguyên tắc gì cả đấy, mà tùy theo cái sự tiện tay, tức là tiện tay tôi nói trong ngoặc kép của cơ quan điều tra mà họ là công bố thôi. Riêng trường hợp của cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng thì chúng ta biết rằng là công an Thái Bình bắt tạm giam, do đó rằng là sẽ giam ở Thái Bình, nhưng mà tôi thấy họ cũng không công bố. Thế còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nó có nhiều cái nơi để tạm giam, T17 rồi là T30 rồi là Chí Hòa. Chí Hòa là khác với T30 nha bà con. Chí Hòa là nó cái trại Chí Hòa cũ đó, ở bên quận 10 đó. Còn T30 thì ở trên Củ Chi đó. Còn T17, nói chung nó có nhiều cái điểm, nhưng mà ở Thái Bình thì tôi chỉ thấy là có một cái điểm tạm giam thôi, đó là trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình ở ngay thành phố Thái Bình. Đã, Thái Bình này thì nó chỉ là như thế, và tôi nghĩ rằng chắc chắn là giam ở đó. Có lẽ là do Thái Bình họ chỉ có một cái nơi tạm giam thôi, không phải như ở Thành phố Hồ Chí Minh mà có nhiều nơi, thành thử ra họ không công bố. Còn ở Thái Bình thì chỉ có mỗi một trại tạm giam đó ở ngay thành phố Thái Bình, thành thử ra là không có công bố, nhưng mà đương nhiên là giam ở cái chỗ đó rồi, bởi vì nếu có hai nơi ba nơi thì người ta sẽ công bố. Bởi vì trong cái nếp nghĩ của cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình thì họ đâu có nghĩ rằng là cả cái người quan tâm là cả nước thì họ ở đó quen thì họ chỉ nghĩ là Thái Bình chỉ giam một chỗ ở đó thôi, nếu mà có hai ba chỗ thì họ sẽ công bố một cái chỗ cụ thể nha, hoặc là như ở Bình Dương hoặc là Bình Phước rồi thì nó có hai ba trại, Hà Nội thì cũng có hai ba trại, Hải Phòng cũng thế, nhưng mà Thái Bình là chỉ có một trại thôi, cho nên là họ không công bố. Đó là điều thứ nhất. Rồi còn thêm có thêm một cái câu hỏi rằng là vậy thì gia đình của ông cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng đã được gặp ông chưa? Thì cũng có một câu hỏi đó. Thì ở đây, nhân đây thì tôi cũng nói luôn là theo tôi đó thì chắc chắn là chưa được gặp. Vì sao mà chưa được gặp? Chưa được gặp là vì cái lúc mà đi nộp tiền khắc phục là hậu quả đó, thì vợ của bác Nhưỡng lại phải cần đến cái giấy ủy quyền, lấy cái giấy ủy quyền đó. Điều đó chứng tỏ rằng là không có được gặp, bởi vì được gặp thì không có cần phải giấy ủy quyền, được gặp thì ông chồng ông dặn dò bây giờ gia đình về để nộp tiền là như thế, thể hiện là cái nguyện vọng của ông là xong. Còn khi không được gặp
thì người ta sẽ phải làm cái giấy ủy quyền từ trong trại giam ra, ý nói rằng là cái ý chí, cái mong muốn của bác Nhưỡng là mong muốn gia đình đi nộp tiền. Thì từ cái chỗ đó chúng ta thấy rõ ràng là không thể, gia đình không thể là thăm gặp ha. Đấy. Thì theo tôi ấy, thì hiện nay là vẫn chưa có luật sư. Cái vụ này theo thông tin của tôi đó, hiện nay thì vẫn chưa có luật sư. Thành thử ra cái việc thăm gặp không chỉ gia đình mà ngay cả luật sư thì dường như là cũng chưa được thực hiện. Đấy, cũng chưa được thực hiện. Do đó mà sẽ không có cái thông tin gì cả. Thì chúng ta chỉ có đoán một cách đơn giản là cái nơi tạm giam thì là cái trại tạm giam công an tỉnh Thái Bình. Và dựa trên ủy quyền đó thì chúng ta thấy là gia đình vẫn chưa được thăm gặp. Đấy. Chứ còn nếu ngay cả luật sư, mà nếu có luật sư thì vào trong đó thì cũng không cần cái giấy ủy quyền đó. Không những ông nói với lại là luật sư rồi là luật sư về báo với gia đình thôi, nhưng mà có lẽ cũng cũng chưa có luật sư. Do đó trong trại giam thì là điều tra viên họ làm cái giấy đó, thấy không? Hoặc là giám thị làm cái giấy đó chứ không phải điều tra viên. Giám thị họ làm cái giấy đó rồi cho ông Nhưỡng ký vào, rồi bên này là giám thị là kiểu như họ đóng dấu và họ chứng thực để đưa về cho gia đình. Thì cái vấn đề này nó cho thấy rằng là gia đình là chưa được thăm gặp, chứ còn nó cũng không có ý nghĩa khác đâu. Đó thì thưa bà con, thì trả lời bà con một vài câu hỏi là cựu đại biểu Quốc hội bị giam giữ ở đâu, gia đình đã được gặp chưa. Thì nó là như thế ha. Rồi thì chúng ta cũng cầu chúc cho cựu đại biểu Quốc hội Lưu Nhưỡng chân cứng đá mềm ha, khỏe mạnh ở cho chốn lao tù. Rồi và xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con nha. Xin bye bye tất cả bà con.